là diễn viên khá quen mặt trên sóng truyền hình. Diễn viên Thanh Vân luôn chinh phục khán giả bởi cách diễn linh hoạt, tươi vui của mình. Trong vai một bà lão yêu thiên nhiên và sống hết mình vì môi trường, câu chuyện công viên của Thanh Vân sẽ mang lại những tiếng cười như thế nào đây? Khoan, để tôi đuổi con chim bay đi nè. Nó nghe nè. Đúng nghe luôn hả? Con chim đó nó có hình thôi, nó đại, nó tượng trưng thôi, đừng đuổi nó tội nghiệp. Ổ nó chết ở đây luôn rồi. À, bác ơi, bác né ra cho tụi con. Cái này nguy hiểm lắm á. À. Để con nghe, con vui cái cây này. Cây. Nó nghe nè, làm gì có trách nhiệm quá hả? Dạ. Nó nói tới mùa mưa rồi, tới là thăm dò cây coi cái nào mà nó giòn, nó mục rồi mình chặt nó đó hả? Dạ không, cái này cưa luôn. Cưa nguyên gốc luôn. Đi luôn. Cái gì? Khoan, Dạng ra. Cái gì? Đây là sao? Cưa không, cái này bác để cho tụi con làm việc. Bởi vì ở đây là người ta sẽ làm một cái dự án, cho nên là tất cả cây ở đây phải cưa hết. Trời ơi. Trời ơi, cái gốc cây. Trời ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy. Trời đất ơi, cái gốc cây ở trời bên đây nữa, cây mé của tôi. Trời ơi, cây mé mới ngày hôm qua tôi đu lên trển, tôi đánh xà đơn 100 cái. Bữa nay đi đi, nó sao mà nó gãy hết trơn hết trọi vậy? Cưa rồi. Dạ, cưa hả? Rồi. Cưa rồi, giờ còn có cây này là khi bác phát hiện ra là cưa gần hết rồi đó. Dạ. Thì ra là thủ phạm là hai cậu hả? Dạ, không phải thủ phạm. Cái này bác nói như vậy là không phải. Tụi con làm việc, tụi con ăn lương. À, ở đây người ta sẽ làm dự án, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Trách nhiệm của tụi con là chỉ cưa cây. Đó. Bây giờ khoan, tránh ra đi. Giờ nói nghe nè. Bây giờ vậy nè. Có chừng nó ngã đi chứ. Không sao. Nó ngồi xuống dưới đi. Để nó không sao. Bây giờ nói đây nghe nè, bây giờ muốn cưa cây á là không có được. Tại sao? Bây giờ cây á nó tội gì mà cưa nó? Hả? Cây là giống như sinh mạng của người ta vậy đó. Con biết là cái cây không có tội, nhưng mà tội nghiệp á là nó trúng vô cái đất dự án, cho nên là phải cưa. Không có được cưa. Với lại bác cũng tội nghiệp cho tụi con đó, tụi con phải đi làm để mới có tiền, cưa cây mới có tiền nuôi gia đình, tội nghiệp tụi con. Không được cưa. Cái cây á nó là lá phổi. Không, bây giờ mà cưa cây là giống như là mình phá hoại môi trường, làm bậy rồi. Dạ, thật sự tụi con biết cái cây nó là lá phổi không thì con không biết. Chứ con biết cái cây nó là cái gỗ. Để nó là cưa, họ biết cưa. Đừng cưa. Đừng dừng lại, đừng cưa. Trời ơi, thằng chim dễ thương không? Bây giờ cưa ơi, con chim đó, nó nhà nó đâu? Nó không có nhà, không có cửa, nó không có hộ khẩu, nó ở tội nghiệp nó không? Không lẽ nó đi thuê nhà nó ở? Đó bạn, thôi. Đang muốn bắt con chim à. Cho nó bay đi. Trời ơi, mày tránh ra. Nó bay sắp rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nhà người ta đang ở gì? Xin lỗi con nha. Không được, nhà người ta ở. Hay quá, lát đi bác sĩ chữa cái nó sừng sững lại đó, chết lại. Xin lỗi con. Rồi đó rồi, nói tụi con làm theo ca mà. À, bác để cho tụi con cưa đi. Bây giờ muốn cưa phải không? Cưa phải có giấy tờ mới cưa được. Nếu bác nói cưa cái cây này có giấy tờ, nếu nó thuộc quyền sở hữu của bác, bác cho con xin giấy tờ của cái cây. Bác nói con nghe, nó cung cấp oxy cho mọi người ha, nó làm cho mình mát mẻ ha, nó có lợi quá mà. Tại bây giờ mà cưa nó đi rồi, hàng ngày tao đứng đây oxy ở đâu mà tao thở? Bây giờ con hỏi bác, nếu có oxy như tụi con đi, có oxy để thở mà không có cơm để ăn vì trách nhiệm không cưa được cây, người ta không phát lương, thì tụi con sống bằng cái gì? Trời ơi, bây giờ là bao nhiêu
nhiêu giờ rồi mà giờ nãy giờ hai cậu còn đứng đây? Dạ thưa chị, em muốn cưa mà bác đây không có cho cưa. Không có được cưa, bây giờ ai đây? Dạ chị này là giám sát công trình. Giám sát công trình hả? Giờ nghe lệnh tôi nè, bước đây, nghe lệnh tôi. Giờ tôi nói nè, bây giờ nhìn tôi vẽ cái sơ đồ nha. Tôi vẽ sơ đồ rất là rõ ràng. Đây, chị tên gì? Tôi là hả? Tên gì? Bành thì tẹt. Bành gốm vậy bà nội. Nè, ba mẹ đặt sao tôi để vậy chứ sao? Rồi, ba nghe nha, bà nhìn nè, bà tẹt. Bà đứng ở đây, đúng không? Cái tên gì, tên gì, tên gì? Tên Linh. Linh, Linh, Linh đứng ở đây, tên gì, tên gì? Tên Thanh Vân. Gì? Thanh Vân. Tình gái cho nội. Dạ, thì cha mẹ đặt sao chịu vậy thôi. Rồi. Thanh Vân. Tên gì? Thanh Vân. Rồi bây giờ làm sao? Tôi tên Thanh Vân mà. Rồi, bác nói làm sao? Đây, 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 bà tẹt đứng đây, ông Linh đứng ở đây. Ông Thanh Vân đứng đây. Còn tôi hả? Tôi ngồi đây. Cái tôi là ai không? Tôi là chủ. Tôi là dân, tôi là chủ. Mấy người đang chống đối chủ mấy người là sao? Không có được cưa cây. Bây giờ chị giải quyết đi, chứ em không chịu trách nhiệm của anh nổi các bạn. Giống như đang chơi sumo với nhau quá vậy. Làm sao? Trời ơi, căng quá ha. Mà bây giờ bác cũng thông cảm. Nhiệm vụ của con hôm nay đến đây là giao cho mấy em phải cưa cây, nên con phải cưa cây. Còn nếu bác cần gì bác cứ đi gặp ở trên nha. Khi nào con cưa cái ghế bác chửi. Bây giờ đứng cưa cây. Không có được cưa. Ví dụ như bây giờ cái cây đó là nó mục hang, mối mọt ăn trọng. Nó mục mà mình cưa để mình tránh quay nguy hiểm người ta. Còn đằng này cái cây này nè, cô nói đi, nó còn chắc còn khỏe như vậy ha. Nó khỏe mạnh vậy tự nhiên cưa nó làm cái gì hả? Trời mình ơi, bảo vệ tài nguyên môi trường. Chắc nói khỏe gì? Cái gì đây nè, con đứng con lầy nó còn rung mình nè, thấy không? Không có được, không có được, không có được, trời, không được chặt. Trời ơi, cây đây mấy người chặt hết trơn, nó trội từ trong ra ngoài chặt hết trơn rồi. Còn có một cây này à. Thì giờ bây giờ sao? Chặt luôn cho nó đều chứ. Thấy bây giờ để lõm chõm. Đúng rồi, chặt luôn cho nó đều chứ giờ để lõm chõm là được. Trời ơi, tôi không biết đâu, tôi có cho chặt. Ai cưa đây? Không có được chặt. Cái gì đó, cái gì vậy? Cứu bồ đi ông. Tự nhiên ở đâu rồi tôi tới đòi chặt cây của xanh ở đây rồi phá hoại tài minh nguyên môi trường đi nè. Ủa sao vậy? Tại sao lại cưa cái cây này? Dạ hỏi chị quản lý công trình. Thưa anh đi. Mời bác ngồi đi bác. Dạ thưa anh, thì cháu muốn nói cho anh nghe là gì? Cháu là sao? Dạ tại vì nói anh là mình cố gắng thôi chứ thiệt sự ngượng miệng lắm. Con cháu nhìn anh là cháu nhớ ông ngoại cháu nhà dữ lắm. Dạ. Dạ. Ông ngoại con cái mặt cũng sợ sợ giống như anh vậy đó. Dạ. Anh biết không, cái cây này á, cấp trên á, lãnh đạo xuống tụi con phải chặt cái cây này đi đó, để trồng một cái cây mới khác, để nó sẽ mang cái sự xum xuê xanh đẹp cho thành phố. Cái cây này nó xấu quá rồi. Theo tôi biết đó. Dạ. Tụi tôi là dân mà, thì tụi đóng thuế. Dạ. Là để mình đóng góp phần vô về cái công viên này. Trong công viên này nó có những gì? Nó cho những cái cây để cho bóng mát, người dân người ta ra đây người ta tập thể dục, người ta đi giải trí ha. Thì bây giờ muốn cưa đó thì ít nhất cũng phải thông báo trước. Đúng rồi, thấy không? Tôi cần một cái giấy tờ rõ ràng, ai cũng bận bộ đồ là đổi cái đó là vô đúng muốn cưa. Dạ bác, con xin giới thiệu bác, con ở bên công ty cây xanh. Cô tên gì? Dạ con tên là Bành Thị Tẹt. Cái gì? Bành Thị Tẹt. Bành Thị Tẹt hả? Thấy ghét rồi á, cái tên là ổng ưa rồi đó. Theo tôi biết là cô không phải mình Bình Thị Tẹt. Cô là Thủy Đục. Ủa Thủy Đục là ai? Cô giỡn với tôi. Dạ. Đây, có giấy tờ đây. Dạ. Đừng có chối. Dạ. Đây là đọc đi. Giấy cam kết nè. Dạ. Tôi là Thủy Đục, chức vụ quản lý dự án cây xanh đô thị. Dạ. Nè, cô làm giấy cam kết ha. Đã hứa chuyển nhượng 50 cây cổ thụ trong công viên Tiếu Lâm này. Đó, sau khi cô nhận 50 tỷ đồng. Trời ơi, Nguyễn Văn Bé. Ủa cái này là cái gì? Trời ơi, trời ơi, vậy là coi như là sát hại cây xanh là mấy người. Đúng này rồi, phải không? Mạo danh. Ôi, ác luôn. Theo con nghĩ vậy nè. Theo con nghĩ như vậy nè. Hai bác đã cầm cái tờ giấy đó là hai bác đúng rồi đó. Nhưng không thấy bà này sai rồi. Tụi con chỉ cưa thôi, cho thôi giải quyết bà đi. Bây giờ sao? Không cho cưa cây. Mấy anh,
tụi em là công nhân thôi, chị cưa cây thôi mà. Anh làm ở bên công ty cây xanh. Thì ở trên tụi tôi cấp lương và trả lương mỗi tháng cho anh. Thì biết rồi, nhưng mà anh là nhân viên, anh là làm ở trong công ty cây xanh bao nhiêu năm rồi, anh ăn lương bao nhiêu năm rồi. Thời gian đó. Tiêu Hoàng Sơn đây. Để tôi tiêu Hoàng Sơn. Đó người ta. Trời ơi. Bây giờ con hỏi chú nè, cái giấy này từ đâu chú có cái giấy này? Chú giải thích cho con biết đi. Mà trong khi con tên là Bành Thị Tẹt, tự nhiên trong này có mẹ Thủy Đục nào trong này. Cái tên thì tên kỳ cục vậy. Thủy mà cái... còn đục một cái nữa. Trời ơi, cái này đúng với chữ ký của chị là chị. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bảo nhanh, tôi sẽ chấp nhận được. Thấy không? Yêu cầu đi của chị. Đi ra chỗ khác không có được cưa cây. Đúng rồi. Đưa đây. Trời ơi, cái gì mà bán đứng tôi luôn vậy trời. Chị ăn một lần 50 tỷ, tụi tôi ăn tháng có 3 triệu bạc à. Làm quá bây giờ chị. Quá trời, tụi tôi bị ra, bị chửi trước. Chị ra sao, chị bị chửi sao? Tôi làm đúng của lãnh đạo cấp trên mà bây giờ cái thằng đúng với chị này, cái giấy cam kết của chị mà tôi. Bây giờ lấy cây viết ra đi. Nói chung bây giờ em nói cho chị nghe, mặc dù tụi em là công nhân nhưng tiếng nói người dân vẫn là cái tiếng nói trung thực nhất. Đúng. Bây giờ khi người dân người ta không đồng ý, mình coi thử tại sao lý do người ta không đồng ý cho mình cưa cây. Còn nếu mà cưa cây vì công trình phúc lợi thì người dân họ sẵn sàng họ làm. Đúng. Nhưng mà phải ra thông báo quyết định cưa ngày nào cho người ta biết. Còn này, mình không nói gì hết. Rồi lén lúc chị đi ăn như vậy. Chị ăn như vậy rồi chị nghĩ là cuộc đời của chị là sao? Trời ơi, sao mà cái gì mà trong công ty mà nó bán đứng tôi luôn vậy trời? Công ty là công ty đó, chị trả lương